Dạ. Dạ. Kiếm bà dìa bà sống không? Bà dìa bà sống không? Sống. Trời đất ơi, đừng kêu bà ca cho con nghe bài nè, bà làm cái ghê cho bà. Bà khóc rồi. Cái gì vậy trời? Bây giờ đứng dậy ca với con bài coi. Không làm gì đứng nổi, nhảy đầm. Nhảy còn không nổi. Không nổi. Kèo không nhảy. Kèo. Vô thăm bà ngoại rồi hỏi thăm cho quý cô chú anh chị biết sức khỏe đi, nhưng mà chút xíu nữa Phong với Trân sẽ cho cô chú anh chị biết sức khỏe của ngoại hai. Phát triển cái bụng ngoại bà khỏe chưa? Chưa được khỏe, coi đi chỗ nào không. Nợ mặt bữa nay thấy bợ đỡ nhiều lắm anh hả? Dạ, tắm rửa sạch sẽ rồi. Bác sĩ nói là bữa nay là an tâm nha. Em đút nè, chịu đút không hay là ăn? Không, bảo đút hả? Ngày sáng tới giờ ăn cháo 3 lần, ăn cơm lần 4. Dạ. Dán ăn thịt cháo vô. Có, mua một bữa 30 ngàn thịt. Rồi cô cứ mua cá mua thịt cho bà ăn đi, hết tiền thì đưa thêm cho cô. Sáng thì bà kêu mua bánh mì thịt, còn thôi là bánh canh thịt. Bác sĩ khuyên là nên ăn đạm. Nãy em ăn tương có ăn được. Ăn thịt ăn cá nhiều vô đi, thì cô cứ việc mua đi, con gửi tiền thêm giống vậy đó. Dạ dạ. Bữa nay con vô chủ yếu gửi tiền thêm nè. Dạ dạ. Với gửi luôn cái tiền của cô. Cá thì đừng ăn. Bà mới kêu đâu quậy cà phê nữa mà bác sĩ cho uống 1.000 lần hà. Tại bà năn nỉ quá trời rồi bác sĩ cho uống 1.000 lần nếu. Trời cỡ nào cũng không có quậy. Nó hỏi cô đó, cái nãy giờ bà chèo chèo quậy đó, không quậy. Nói sao mà nhu mì quá trời, nói lớn lên cái. Ngon. Lớn lên nữa rồi. Ngon. Ngon, trời, bữa nay nói chuyện nhỏ xíu vậy. Bữa nay cãi lộn với con rồi. Thường ngày cãi lộn nghe đã tai lắm mà. Bữa nay hết hơi hả? Hết hơi. Hết hơi. Đi không nổi. Không cũng như con mèo than chuột vậy đó. Trở xuống rồi thì sát nách vậy đó. Nhiều vô, nhiều ra. Bữa nay thấy bà như vậy cũng... Cũng đỡ lắm. Dạ. Mà hết chân. Mà hết chân. Cái buông ra là té. Đi không có dững. Nè, con có hỏi, Trân có hỏi bác sĩ rồi, nói là bà khỏe rồi đó nha, an tâm nha, đừng có lo nha. Không, mà còn khám vú nữa, siêu âm rồi. Kìa, nghe cậu nói kìa. Khỏe rồi đó nha, tâm lý không có nặng nữa nha, qua cái ải rồi nha. Không biết dạ bà. Không kể đi chủ, không sao đâu mà, để... Ôi, thấy ăn thấy thương không? Đút con miếng coi. Đút dạ, miếng. Đút cho cậu miếng kìa. Không đút. Thôi đưa ly đây, đút cho rồi đi chứ. Nút con thấy mệt quá à. Trời ơi, tưởng mới đút mình rồi. Chọc bác không. Làm gì chảy nước miếng rồi? Hả? Chảy nước miếng hả? Bà vét chừng nào hết bà mới bỏ. Chứ giờ còn cậu kêu bỏ mà bỏ tôi thua liền đó. Đúng rồi, ăn ăn cho hết cho ngoại ha. Hết. Ừ. Thấy bà ăn vậy ngon quá hả? Rồi. Bữa nay bà biết mấy bữa chưa bà ngoại? Hả? Không nhớ mấy bữa. Không nhớ hả? Bà nói không có mấy bữa. Lâu rồi đó. Bà... Hỏi giùm tôi ở xã nào? Xã nào là sao? Hả? Cũng như là... Ý thuộc. Sao? Như, thôi kể ăn đi. Ở Định Hòa mà ở chỗ nào? À, nè, gì hả? Quên nữa, bà ngoại có giấy bảo hiểm hay là có giấy căn cước gì không?
nè. Có bà có giấy bảo hiểm rồi, nhà nước cấp đó nè, dẫn mà đi khám bệnh mà. Tại bà bỏ ở đâu rồi bữa đi không có mang theo đó. Bà để đâu? Nhưng mà bây giờ bà để đâu? Để con kêu chú qua. Dùm để không? Không biết chỗ nào đó. Đăng mà nộp vô bệnh viện nè. Chứ không có giấy á, tốn tiền dữ lắm đó. Móc túi rồi coi có nhiêu tiền rồi. Hả? Bà nói bà đi dành dưỡng già. Ở đây ai lo làm gì làm, để dành về nhà có mua cái gì mới có chứ không có dưỡng già. Trời ơi, từ lúc mà biết bà tới hôm nay á, cho cũng khá khá rồi đó. Tủ lạnh này nọ tùm lum la rồi đó. Ờ quên đó, bữa con gỡ cái tủ lạnh đi bán rồi. Chịu không? Chịu, cũng phải chịu. Ừ, đi xuống đây rồi. Ta gỡ hết trơn luôn rồi. Bữa đó có nhờ bà Tư coi chừng giùm không? Gỡ cho bà chứng nổi ác. Trời ơi, biết đó, anh nói chứ con gửi cái chú Hoa đó với hàng xóm này coi cho ngoại đời ngoại an tâm nha, nằm đây dưỡng dưỡng cho sao khỏe đây khi nào mà nghe nói nghe trả lời không gỡ chứng cho ác. Ăn hết luôn đi hả? Hết rồi, nước đá không lạnh quá rồi không ăn nữa, nước đá không à. Rồi bây giờ nè, chùi miệng xong xuôi đi. Dạ. Vậy kiểu bà dìa bà sống không? Bà dìa bà sống không? Sống. Trời đất ơi, định kêu bà ca cho con nghe bài nè, bà làm cái ghê cho bà. Bà khóc rồi. Cái gì vậy trời? Bây giờ đứng dậy ca cho con bài coi. Trời ơi, đứng không nổi. Làm gì đứng nổi, nhảy đầm. Nhảy con không nổi. Không nổi. Kè không nhảy. Kè. Bởi vì bà mới hỏi ra bà nói gì nhà sống không? Sợ về nhà không sống. Bây giờ nè con, mà bà về bà phải ăn uống đàng hoàng bà mới sống nha. Nè con, bà có tiền thì bà gửi người ta mua đồ ăn về cho bà ăn. Nè Trân hỏi bác sĩ rồi, bà khỏe rồi đó nha. Tâm lý là bây giờ nó vững vàng luôn rồi, không có còn mà sưng nữa không? Nhiêu đó là thấy khỏe rồi. Không? Hết sưng rồi. Ừ, hết sưng rồi. Bây giờ là khỏe rồi đó nha. Ngủ được, ăn được là tiên rồi. Còn lo gì nữa mà lo. Có ăn không nghĩ đi tới luôn nha. Bà kêu hai này, hai đứa này là cái gì vậy? Cháu. Cháu gì vậy? Ông quên thần. Trời quỷ, tuổi thần rồi biết không biết tên nhớ không trời. Thằng này ăn gì? Quên rồi. Con nhỏ này tên gì? Nhớ tên đó. Trời đất mẹ ơi, cả năm trời rồi bây giờ không nhớ tên luôn trời. Phủ phàng ghê chưa? Nếu có tiền lấy được ha. Hai hai trời ơi, không nhỏ. Nếu có tiền lấy được ha. Cái chỗ ở quê bà kìa. Chỗ ở đó. Chỗ ở là chỗ gì? Nè cô ở đây đây con. Chỗ tôi con ở cũng đó. Gấp công chuyện lắm. Bây giờ nè, không phải em cái cô thẩm rồi đó là mấy ngày rồi? Năm xuống ghế. Năm ngày phải không? Dạ, sáng 4 vô tới 2 năm 8. Rồi cái tiền ăn uống sao vậy? Thì hết trơn rồi, bữa đưa 200 là hết. Rồi chút cô nói là vừa rồi cô xài phạm bao nhiêu cô nói hết đi để con biết tính nè. Không có, lố có 30 ngàn từng thịt. Lố 30 rồi ha. Dạ, lố mới có 30 từng thịt à. Rồi bây giờ là trước tiên á là 5 ngày là 1,5 triệu phải không? Dạ. Đây, cái này là 1,5 triệu. Dạ. Còn bà ở đây thì không biết ngày giờ như thế nào. Dạ. Thì bây giờ con gửi 500 luôn. Bà dạ, muốn gửi dư trả lại. Đúng rồi, bà có thèm ăn cá thật. Đừng có dợm mà đổi ơi, cái này chứ người ta đúng mà có dợm mà. Nha, hết gì ăn ăn nha. Tiền bà bỏ túi rồi. À, dạ, tiền này cô nhận đi. Là ăn uống cũng phải hỏi gì cứ việc mua đi. Dạ. Dạ. Cô rồi nữa, nó thí dụ cho cái chuyện gì còn dư dư trả cho cậu. Còn mà đúng là thôi, thiếu rồi trả thêm. Dạ. Đồng ý không? Rồi. Cô cứ mua thịt cá cho bà ăn. Dạ, thì đó 1,5 triệu là 5 ngày của cô. Biết rồi. Mà nhưng mà điều 500 này nè, nhiều khi thứ hai, thứ ba, thứ tư cho chị rồi. Rồi, chưa vậy hiểu hết trơn. À, mà hãy dư trả lại. Có cả, thiếu thì có cả cái ghè người chứng giám rồi nè. Rồi, vậy thì có làm gì làm đi ha. Dạ, dạ. Rồi. Dạ, cô làm gì làm đi. Thôi, an tâm nha. Thì ở lại dưỡng thương nha. Khi nào khỏe mà dễ đầm được thì... chỗ tôi ở đó. Ừ, chị nói biết chỗ bà ở. Trời ơi, bà ở biết bao nhiêu năm bà không nhớ, bà hỏi con. Mua rồi sao không biết? Ở
đi vô bà đánh bà đập bà chữ nhỏ không mà bây giờ hả mà bây giờ không nhớ cô đâu có chữ không có chữ không có chữ tại đau quá rồi khóc cô đi cho sống gì thôi chứ không biết cái gì hết trơn. Dạ. Quên hết trơn cái chỗ ở rồi. Dạ thôi, dưỡng chỗ ở. Bây giờ xả ra. Thôi bây giờ lấy cái mền ngắm cái chân còn sưng không? Mà cái mặt này bớt nhiều rồi. Ừ. Ồ được nè. Nè. Ôi bố cặp chân đẹp bà, cố nổ luôn trời ơi coi kìa. Coi kìa. Thơm cầm đó. Rồi dở cái tay lên coi, dán áo lên coi. Dán áo lên chứ không phải dán cái quần bà nội ơi. Dán áo đây nè, dán lên. Đừng có dở áo lên bà nội ơi. Bà đừng khoe vú hả? Không có khoe vú, bây giờ ấy hai cái túi tiền lên đi. Rồi ok, em thấy được nè, ngon lên. Chít gần. Rồi thôi được rồi, vậy là cái mặt thấy cũng đỡ rồi nè. Ừ, đi vô rồi nhìn. Ừ, rồi. Chít đôi xẹp đó. Dạ. Bận đồ đẹp không đó. Nè, an tâm nha. Nha. Bộ đồ hôm bữa mặc vừa không cô? Mắc mớ gì, mắc mớ gì bữa nãy nấu chuyện rồi nhưng miếu khóc khóc vậy? Về tôi có sống. Ừ. Định rủ qua nhảy đầm mà bây giờ bà nói ghê. Thôi nha. Đưa bà vô đây rồi là bà an tâm. Chỉ giùm thế. Dạ. Chỉ giùm ở chỗ tôi ở. Chi vậy? Đang chi. Đang bác sĩ có cho đang cứu biết cái chỗ. Trời đất ơi. Con ở đây kế bên nè bà khỏi lo đi. Nha. Trân cũng làm ở đây mà bà khỏi lo đi. Điện thoại chừng đó điện thoại sao đi. Thôi bây giờ điện nè bà. Ở đâu? Bây giờ bà lấy cái máy nè bà xài luôn đi. Nữa con điệp. Bà nói nửa chừng đó rồi điện thoại giờ điện ở đâu? Ở đâu mà? Đó thấy không? Bà biết hết trơn ha. Nè. Bà có việc kêu hả ở đây ai điện cho ông Phong Râu đi là biết hết nè. Nha. Sao? Mà bác sĩ đâu có biết. Trời ơi, bác sĩ y tá ở đây biết hết trơn rồi. Hay là những cô ở đây nè, tao biết hết trơn rồi. Nó điện cho Phong Râu nha. Thôi giờ hung cái coi nè. Cái chỗ đó đó. Tôi hỏi mấy cái chỗ mà đi về chỗ nhà đó. Dạ. Thôi giờ không có nói nhiều nữa, cho hung cái đây rồi về coi. Không bây giờ bà hung cái hung mềm đây. Hung mềm. Hung liền. Cái cho là hung liền. Thôi giữ sức khỏe nha. Nên dùng vô đây là an tâm rồi đó nha. Đừng có lo gì nữa trơn á nha. Thấy xẹp là mừng lắm rồi đó. Có gì ăn rồi ngủ mới có sức khỏe lại. Rồi nhịp. Đừng cầu buồn gì hết trơn á. Bà đậu có gì? Trời ơi. Trời ơi, một túi tiền dài 3 cây tây nè cậu. Ừ, thôi nhờ nè, con về. Về. Nha. Giữ sức khỏe nha. Rồi bà thèm gì cái việc mua cho con ha. Dạ dạ. Dạ. Vậy cảm ơn cậu với cô nha. Dạ. Bà đòi ăn cái gì có thịt à, chứ tàu hủ với đậu bổi là bà không có ăn được. Dạ, thôi để cho con. Tôi lãnh tôi ăn cơm không ăn. Là làm tính ngày mới rồi đó. Dạ, rồi. Ngày mới là bỏ rồi, bữa nay từ đây tới tối tới khuya tới dạ. Tới sáng lại là mới tính ngày mới. Dạ. Là ngày nay là bỏ việc bỏ rồi đó. Dạ. Thì dạ, Phong đã chi 5 ngày nuôi của cô. Và đã gửi cho cô 500 ngàn để mà mua thịt cá, những cái gì bà ngoại bà thèm. À, thì bà sẽ còn nằm đây một cái khoảng thời gian nữa. Khi nào bác sĩ cho về, Phong mới cho bà về. Thì Phong sẽ đã cập nhật về sức khỏe của ngoại hai. Hôm nay sức khỏe là tốt lắm rồi nè. À, thấy cũng mừng. Gửi chút hình ảnh của... Dạ, gửi chút hình ảnh của nội hai, nội ở ngoại hai đến cô chú anh chị. Thì thấy an bơ cũng mừng lắm rồi đó em. Dạ. Như bác sĩ thì cũng đi ra đây đi mình nói chuyện xíu. Nè em đứng ở đây xíu đi. Đứng đây được rồi, không có lên ra ngoài đây mình cầm. Bà nói sao? Nói chung bà là dạ. Suy tim mà hở van hai lá, hở van ba lá luôn. Dạ. Rồi suy thận mạng nữa, lão suy nữa. Ừ. Thì nói chung là cũng ấy, nhưng mà không ra là bác sĩ điều trị thuốc đó thì cũng đỡ. Ừ. Thì tình hình thì ở đây điều trị được. Ừ. Vậy ha. Dạ. Đó, đó Trân cung cấp miếng thông tin mà cái này là gửi đến cô chú anh chị thôi chứ không cho bà biết. Rồi Phong xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị những video tiếp theo. Bye bye.